Đó, hồ cá với Bảo Lộc nè. Nhìn hướng ói luôn nè. Quanh năm suốt tháng không ai dọn dẹp nè. Đó. Giờ mình dọn dẹp nó nha. Để ăn Tết luôn nha. Xét hết trơn rong đều độc không, thấy gớm không? Ok. Uống thử cái hồ cá này chứ. Trời ơi. Thôi dọn thôi. Dồn cá vô góc nước cao khó bắt lắm, thấy không? Thấy không? Dồn cá vô góc đó. Đó, dồn cá vô góc dưới xong hồn cái mình té cái đồ tấn lại. Để cái sợi tấn lại. Đó thấy nè, quá trời nè. Quá trời trời cá. Tấn lại. Mình dốc một chút nó vô một chỗ, xong rồi cái mình mới hút nước ra là tự động bắt được hết rồi. Còn bắt mấy con này nó bắt cái nắng mai cũng xong rồi. Đó, mình thấy chưa? Mình mới giấu lại không cho nó thoát ra được. Đó, thấy chưa? Hút nước ra. Cái sình không. Quay cái sình này cái game nè. Đây nó đây nè, đây nè. Ngon này nó xuống nè. Thấy gớm không? Thấy không? Thấy gớm không? Đó, cả mấy năm trời mà không được luôn. Ê ê ê, cái lại lại chạy lại lại tao mày. Nó biết sao á. Đó rồi. Đó, thấy chưa? Nè, nước đen xì thì thấy gớm đó. Gớm, là gớm luôn á. Rồi. Tấn mấy con cá vô đây nè, thấy chưa? Đó, dẫn vô đây xong rồi mình rút tấn nó lại, xong rồi rút nước ra là hết thoát, thấy chưa? Thấy không? Trong khi chờ đợi bóng nước hồ cá đi thăm ban nhạc rồi, nhà không bóng người nữa. Tết nhất thì không có người nào nữa trên này. Wow. Đây. Đây có gì không? Đi vòng chơi. Á cha, nai vàng ngơ ngác. Đâu. Thông bạc ngàn luôn. Quá. Wow. Nguyên nhà bự lù không có người nào ở hết trơn á. Ngoài thiệt. Khỉ. Nhà kho. Đó. Bèo. Bèo quá trời bèo. Hồi nước dớt bèo thả ở kia. Nhà kho. Đây vườn nè, cà phê đủ thứ kiểu. Ôi dạ, tít kia. Ôi ôi. Thôi à, lau sạch đi, hồi nó đi sơn mua sơn đen luôn, sơn hàng rào luôn. Đơ. Ok. Ủa đem cá này về nó xanh đậm đẹp luôn nè. Quá đẹp. Trời ơi. Đó. Đẹp không? Wow. Đó này đó.